Mới đây, thì đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc đã đưa thiết bị quét mã vạch 2D vào phục vụ công tác giám sát tại cảng biển Dung Quốc. Điều này sẽ mang lại những thuận lợi nhất định trong việc giúp quản lý tốt an ninh, trật tự, cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khai thác, xếp dỡ hàng hóa. Cụ thể như thế nào thì mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên. Máy quét mã vạch 2D là thiết bị mã hóa thông tin cá nhân, những người được cấp phép ra vào hoạt động tại cảng Dung Quốc, giúp ích rất nhiều cho lực lượng biên phòng trong giám sát quản lý hoạt động xuất nhập cảnh tại cảng biển. Việc truy xuất dữ liệu thì thông qua cái hệ thống lịch sử của phần mềm thì chúng ta có thể truy xuất được tất cả các nội dung, thời gian, tên tuổi và quốc tịch và các thông tin cần thiết khác để phục vụ quá trình điều tra xác minh và xử lý các vụ việc xảy ra. Cửa khẩu cảng Dung Quốc có số lượng tàu xuất nhập cảnh liên tục tăng trong năm 2022. Nếu như việc đăng ký giám sát con người trước đây thường xuyên xảy ra ách tắc, thì thiết bị quét mã vạch 2D đã hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều tiện ích trong hoạt động cảng biển. So với trước đây thì thời gian làm thủ tục giảm 5 đến 10 phút trên một người. Thì về phía bộ phận cảng thì cũng có cái thuận lợi, đó là cái việc phối hợp với cơ quan biên phòng trong cái việc quản lý an ninh trật tự trên địa bàn cảng tốt hơn trước và dễ dàng hơn trước. Kiểm tra mã vạch đối với thẻ lên xuống tàu người Việt Nam và người nước ngoài, và thẻ đi bơ đối với người nước ngoài thì đã một phần nào đó làm hạn chế đi những cái trường hợp sử dụng thẻ giả, cũng như là những trường hợp sử dụng không đúng thẻ của mình mà lại sử dụng thẻ của người khác. Đồn biên phòng Dung Quốc thường xuyên tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên vùng nước cảng, tạo môi trường bình yên cho doanh nghiệp, tàu nước ngoài neo đậu và xếp dỡ hàng hóa.